Vườn cây mai của anh. Phóng sự Hương Sắc Đô Sinh giới thiệu với các bạn vườn cây nhà anh Trần Giang Nam, thành viên câu lạc bộ cây cảnh thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Mặc dù thời tiết rất nóng và nắng lớn, nhưng mà anh Nam cũng rất là nhiệt tình và các anh trong câu lạc bộ cũng đã tiếp đón và hướng dẫn Hương Sắc Đỗ Sinh đến để tham quan được mấy vườn cảnh của các anh. Đây là những hình ảnh những cây cảnh trong sân vườn nhà anh Nam. Anh Hai Lúa xin chia sẻ với các bạn. Cây này lá đẹp, lá nhựa, lá bóng là nhựa. Là nhựa, nó là lá nhựa đấy, dạng xanh lá nhựa, bóng lá, ít bị quăn mép. Cây này thân thủ rất đẹp, côn cây. Không cần tre nữa, tre nó có cái bóng ô vào cây. Nào, mình đang quay này, thế là cái bóng ô nó đưa vào, tự nhiên là một góc của một thân cây là bị viền đen. Không cần, nó đã sáng thì sáng tất mà tối tối tất. Đây là tác phẩm cây dưới mà anh Nam vừa mới mua ở trên Hòa Bình mang về. Tôi có hỏi anh Nam là tên tác phẩm là gì, anh Nam có trả lời là mới mua về cho nên là chưa kịp đặt tên tác phẩm. Anh Sâm Hư Canh anh bảo là Vũ Nữ Ba Lê. Vũ Nữ Ba Lê. Thoát y. Lại còn thoát y nữa kìa. Những viên đá cũng nhiều. Đẹp. Viên đá rất đẹp. Đấy, vào đấy cho nó mát. Thôi con đừng cho mát thôi. Không ăn đấy, đồ ăn trong nhà đi. Xoài ngại đấy. Đây để chị đang làm việc tí. Đây là cây lộc vừng. Lộc vừng à? Vâng. À, hay quá. Rất già. Sân vườn cũng không được rộng lắm nhưng mà anh bố trí hoàn toàn là một hàng chân đôn nhỏ cao, nhìn rất thoáng. Trên đó là những cây bonsai mini. Tôi vẫn trêu khi mới vào, tôi bảo đây là một đơn vị bộ đội, đứng rất ngay ngắn xếp hàng, rất đẹp. Mà nhìn vườn cây người ta đã thể hiện tính cách con người, tức là anh chơi rất kỹ, rất sạch sẽ. Cây không có cây nào là cây rườm rà cả. Đây là toàn bộ quang cảnh chung của vườn cây. Sau đó Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ đi chi tiết một vài cây gọi là để anh Nam giới thiệu với các bạn. Phía dưới kia có rất cây to đẹp, đẹp chứ. Cây đấy đẹp. Cây ôm đá ong. Đấy, bây giờ đi một số cây bé nhé. Ừ.
Đây, tác phẩm này cũng rất là đẹp đây. Đây là xanh. Ừ, rất hay. Xanh Phú Thọ. Bệ rễ rất là nhìn rất khéo, rất hấp dẫn. Mà thân cây cũng có cái điểm nhấn rất hay. Nó chuyển mình. Nắng quá. Nguyệt, nguyệt quế. Nguyệt quế. Nguyệt quế. Nguyệt quế nhỏ nhưng mà thân rất già đây. Rất điện. Ôi, phía ngoài thì còn rất nhiều cây bonsai. Làm sao mà đi hết được. Thôi cứ đi giật lùi thôi. Xanh. Cây này hôm đem xuống trưng bày cho nó. Vâng. Cái này đi nhất, đi nhất mà. Thôi không cần, không cần. Dành dành. Đây là cái si. Dành dành. Dành dành à? Vâng. Ồ hay nhỉ. Cái dành dành là cây lá, cây làm thuốc đấy. Đây là cây... hình như cây dâm bụt đúng không? Vâng, dâm bụt. Dâm bụt Thái đây này. Dâm bụt Thái. Hay còn lắm. Gọi là dâm bụt ớt đây. Hoài đẹp. Chính nó đây này. Vâng. Thân già thế nhỉ? Hoa này như ớt chỉ thiên mà. Vâng. Nhà mình có cây như này đẹp lắm. Đây trà Phúc Kiến quả hết rồi. Cái này là cây khế. Không ạ, cây này là cây phèn đen. Này. Trà Phúc Kiến. Song siêu. Có quả chín như quả dưới đây. Mẫu đơn mini. Cây này là phèn đen. Cây phèn đen. Chuyển hướng mình sang bên đấy. Xanh giáng huyền lũ ấm. Lộc vừng. Chậu cổ. Chậu đẹp, chậu cổ, lộc vừng cổ, trên chậu cổ, già cỗi. Đây là cây dưới. Nhìn vườn cây đây là biết rồi, chủ nhân của nó như thế nào rồi. Nhìn vườn cây là... Cây này là cây dưới đẹp quá nhỉ. Thôi cần gì, nó phải có hơi tí ná nó mới có màu xanh. Cây dưới đẹp thật đấy. Mặt bên đẹp lắm, quá đỉnh. Đẹp lắm.
sao mà coi biếu các sếp để coi xin việc cho con đó. Hôm nay đến biếu thầy, cười biếu cổ. Thế thôi. Thầy quốc thân gần đầu. Xanh này lá nhỏ. Xanh lá rất nhỏ, rất đẹp. Mấy chỗ này có liên tục mấy tác phẩm ruối liền. Toàn cây đẹp ấy, cây kỹ càng. Thời lượng của video này dừng ở đây nhé. Sau mình làm tiếp một cái nữa thì mới hết số cây này được. Vâng.